Tối ngày 1 tháng 10, Bộ Y tế công bố cả nước ghi nhận 6.941 ca trong nước, có 27.250 bệnh nhân xuất viện. Tính từ 17 giờ ngày 30 tháng 9 đến 17 giờ ngày 1 tháng 10, ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 996 ca so với ngày trước đó tại 37 tỉnh, thành phố có 3.897 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 3.670, Bình Dương 1.787, Đồng Nai 735, An Giang 116, Long An 107, Kiên Giang 81, Tiền Giang 71, Bình Thuận 61, Tây Ninh 50, Hà Nam 50, Cần Thơ 30, Quảng Bình 17, Quảng Trị 16, Khánh Hòa 15, Ninh Thuận 15, Đồng Tháp 13, Bà Rịa Vũng Tàu 13, Bình Định 13, Bạc Liêu 13, Bình Phước 11, Hà Nội 8, Gia Lai 6, Phú Yên 6, Quảng Ngãi 6, Thanh Hóa 5, Vĩnh Long 4, Đắk Nông 3, Hà Tĩnh 3, Bến Tre 3, Nam Định 3, Bắc Giang 2, Đà Nẵng 2, Phú Thọ 2, Quảng Nam 1, Nghệ An 1, Hưng Yên 1, Cà Mau 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh -702, Bình Dương -316, An Giang -56. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai 109, Bình Thuận 23, Tiền Giang 22. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.665 ca trên ngày. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 793.149 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 392.329, Bình Dương 212.843, Đồng Nai 49.330, Long An 32.575, Tiền Giang 14.071. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 27.250. Tổng số ca được điều trị khỏi là 636.081. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.131 ca. Trong ngày ghi nhận 136 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh 96, Bình Dương 19, Long An 5, Đồng Nai 5, Cần Thơ 3, An Giang 2, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Kiên Giang 1. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.437 ca. Trong ngày 30 tháng 9 có 707.132 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 42.888.157 liều, trong đó tiêm một mũi là 33.069.709 liều, tiêm mũi 2 là 9.818.448 liều.